Xin chào toàn thể anh em và các bác đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về ít cái mẫu dây loa bọc dù. Cái mẫu này thì là dây loa lõi đồng tinh khiết 8N của Thụy Sĩ. Đây này. Mẫu này thì ngày trước bên em đăng trong cũng khá nhiều clip ấy, nhưng mà bẵng đi một thời gian thì bên em còn một ít cho nên bên em cũng bỏ bẵng đi. Thì hôm nay bên em móc ra thì chỗ này còn tầm khoảng là 15 m. Tầm khoảng 15 m chỗ này anh em nhé. Thì bên em sẽ đăng nốt để bán cho anh em. Dây lõi đồng tinh khiết 8N của Thụy Sĩ. Dây có bọc dù. Đây, nó bọc cái dù nhỉ. Cái này gọi là sắc rắn anh em nhé. Mình cứ gọi bọc dù thôi mà người ta hay gọi là sắc rắn. Này. Sắc rắn nó có nhiều loại cơ. Cái loại sắc rắn mà kiểu như này nó sẽ tốt hơn cái loại mà cái sắc rắn nhựa mà anh em hay mua ở 15-20 nghìn một mét ấy. Cái đấy thì nó sẽ chất lượng nó kém hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì bên em lên sóng cái mẫu dây loa 2N của Hamnic Tech, dây lõi đồng tinh khiết 6N OCC. Thằng này mỗi bên có 19 lõi cơ. Anh em nhìn này, dây nó làm rất là cầu kỳ và tất nhiên thì chất lượng cực kỳ tốt rồi. Dây to và hình thức bên ngoài rất là đẹp anh em nhé. Và dây nguồn Flutech bên em nay ra lò thêm được 6-7 sợi nữa anh em nhìn này. Đấy, thì clip này thì bên em lên sóng 3 cái món này thôi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em số điện thoại đây nhá. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em và các bác. Cái mẫu này ngày trước bên em vẫn bán là 350 một mét thì bây giờ cũng vẫn vậy thôi. Cái dây này thì anh em theo dõi clip nhiều thì biết rồi. Đây là dây lõi đồng tinh khiết 8N speaker Sweetmate là Thụy Sĩ anh em nhé. Nó có bọc cái lớp dù như thế này. Có anh em hỏi là khi mua về thì chẳng nhẽ cái dây dù sẽ để lòng khoảng này à? Tất nhiên là không rồi. Anh em mà đặt hàng thì bên em có thể là sẽ bọc cái ống co, có nghĩa là cắt xong bọc ống co ở đây luôn và tước ra. Bên trong chỉ có để cho anh em thò sẵn ra cái dây đỏ và dây xanh. Anh em nhìn trên cái đỉnh đầu của nó này, bên trong lõi của nó lõi đồng tinh khiết này anh em nhìn này, đây đồng đỏ au luôn. Em sẽ tước ra cho anh em xem nhé. Thì khi bên em ấy ra thì tất nhiên thì cũng sẽ tước sẵn về cho anh em, ví dụ như anh em có cái đầu rắc rồi thì về anh em tự đấu thôi. Còn anh em nào mà muốn tự làm thì tùy, thì cứ bảo em, nói chung là kiểu gì cũng chiều được anh em nhé. Đây lõi của nó đây, lõi đồng tinh khiết 8N, sợi này thì bọn thiết kế sợi tơ nhuyễn anh em nhé. Lõi thằng này lõi to đấy, lõi phải tầm khoảng 4-5 ly đây anh em này. Đấy, anh em nhìn chưa, lõi đồng. Cái dây này giải bát và giải trung rất là hay, giá chép của nó rất là ổn, bởi vì cái mẫu này thì là dây lõi đồng tinh khiết mà, thì dù gì nó vẫn sẽ hay nhất là cái giải bát và giải trung. Cái này thì bên em vẫn bán là 350 một mét. Hiện tại thì cái mẫu này bên em không còn nhiều đâu, thì anh em nào đặt thì vui lòng cứ báo cho em thì để bên em sẽ ship hàng. Muốn làm như nào thì báo bên em làm nhá. Có nghĩa là muốn gắn cái đầu rắc bắp chuối, càng cua, mỏ chim thì là cứ báo bên em sẽ thi công luôn cho anh em. Hoặc là anh em muốn làm 2,5 m một vế, bảo là em tước rồi bọc cái chỗ này sẵn cho anh, về anh tự đấu vào, anh đấu thẳng vào dây loa vào rắc loa cũng được, thì tùy. Cái mẫu cao cấp hơn của cái dây lõi đồng thì là đây là cái mẫu dây Pro 6N OCC của Hamnic Tech. Đây 6N OCC Copper. Lõi bên trong lõi single crystal anh em nhé. Cứ có chữ single crystal. Bên trong này cũng có chữ này. Đấy, bên trong này cũng có chữ. Đây là cái chỗ này đây này. Phía dưới nó có chữ nữa thì nhưng mà bên em lại ấy rồi, không tước dài. Ở đây thì khi tước ra thì anh em nhìn là nó có cái nó có tổng cộng 3 lớp này. Bên ngoài cái lớp trong suốt này, anh em nhìn ra đây này, có một cái lớp trong suốt. Đây lớp trong suốt này, tiếp theo là đến cái lớp màu nâu, lớp màu nâu xong đến cái lớp cao su non màu trắng bên trong, tổng cộng có 3 lớp dây. Nó có 3 lớp dây
bên trong thì có dây dù như này, thì mình cắt bỏ cái dây dù đi. Cái này thì bên em hoàn thiện đầu rắc, nhưng mà có khả năng thì anh em có vẻ mua cắt mét thì nhiều. Đây là cái dây lõi đồng tinh khiết 6NOCC. Cái mẫu này thì anh em lưu ý, ở cái dạng OCC thì nó sẽ đắt hơn ở cái dạng thường anh em nhé. OCC chính là cái công nghệ đồng mà nó giảm tối đa cái nứt gãy bên trong cái lõi đồng. Trong những cái lõi này thôi, ví dụ những cái sợi như này này, thì bên trong nó sẽ hay tồn tại những cái nứt gãy ở khi mình có cái lát cắt mình phóng trên cái kính hiển vi ấy, thì công nghệ đồng OCC thì nó sẽ giảm cái nứt gãy đấy. Nói chung thì những cái loại dây lõi đồng OCC, sợi càng to, càng nhiều sợi thì lại càng đắt. Chính ra một vài dây, những cái loại mà dây lõi OCC nha, mà sợi nó nhỏ, sợi tơ như kiểu cái dây nguồn ấy, thì cái loại đấy thì có vẻ nó rẻ hơn loại này, vì càng to thì nó sẽ tồn tại cái nứt gãy nó càng nhiều mà, thì xử lý nó sẽ càng khó hơn. Giống như là những cái loại dây mà anh em lưu ý, những loại dây đồng, ví dụ mà đồng 4 số 9 nhá, từ cái công nghệ 4 số 9 mà anh em cho tinh khiết lên thành 5 số 9, nó hoàn toàn khác nhau nhá, nó tốn rất là nhiều tiền đấy. Đấy, ví dụ mà từ đồng bình thường mà làm tinh khiết lên mà đồng 4 số 9 là đồng UFC đấy, nó khá đơn giản, rất nhiều nước làm được, Đài Loan, Trung Quốc làm được hết, Mỹ, nước châu Âu làm được hết. Nhưng mà làm được những cái lõi đồng OCC thì, hoặc là tinh khiết lên đồng 5 số 9, đồng 6 số 9 thì cái đấy thì nó cũng khá là khó làm, ít chỗ làm được. Còn đây là cái mẫu dây mà mỗi bên này này, nó có tổng cộng là 19 lõi. Đây là mỗi thằng này có 19 lõi một. Anh em đếm nhá, em đếm rồi thì đây có 19 lõi. Và mỗi lõi này thì đều có cái lớp vỏ bên ngoài, vỏ theo phô chống cháy. Đây là vỏ này, vỏ chống cháy. Đấy, vỏ chống cháy. Bên trong này là mỗi cái sợi đơn này là lõi đồng tinh khiết 6NOCC. Cho nên làm kiếm ra cái mẫu dây này này, nó rất là cầu kỳ. Dây vừa lõi to thì mà làm tinh khiết 6N mà làm thêm OCC nữa thì nó rất là khó làm. Và nó có nhiều lõi nữa, nhiều lõi mà phải mỗi lõi phải thêm cả cái thằng vỏ ấy nữa, nó che đi. Tất nhiên thì cái công đoạn nó rất là cầu kỳ để nó làm ra một cái lõi như thế này. Đấy, anh em cứ hiểu nôm na như vậy. Và tất nhiên thì như này thì giá thành của nó sẽ không hề rẻ đâu anh em nhá, nó không hề rẻ. Ví dụ cái lõi nhiều sợi này, chính ra cái lõi nhiều sợi này thì làm lại dễ anh em ạ, chỉ có quấn dây rồi xoắn là xong thôi, chả có gì. Còn đây thì mỗi sợi nó phải gồm cả một cái sợi dây riêng như này, và lõi to hơn thì cái độ tinh khiết thì, và để nó giảm cái độ nứt gãy bên trong thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với những cái sợi nhỏ. Đấy, cái dây này bên em vẫn bán là 700.000 một mét. Về chất âm của cái dây này thì nó cải thiện gần như tốt cả ba giải. Anh em lưu ý nhá, giải bass và giải trung đối với dây đồng 6NOCC single crystal này thì tất nhiên chất âm bass và trung nó rất là hay rồi, nhưng mà cái giải chép của dây này này, giải chép dây này rất là tốt anh em ạ, có khi nó tốt hơn, có khi giải chép tốt hơn cả cái dòng dây lõi bạc, mấy cái dòng dây lõi bạc của Pháp, cái loại mà 2.5 ly, tốt hơn anh em ạ. Đấy, thông thường thì chơi những cái dòng dây la 2 gen mà mấy chục triệu đổ lên thì đa số người ta cũng chả quan tâm là lõi đồng hay bạc nữa, chỉ quan tâm là các thông số dây dợ rồi chất âm như nào thôi. Về đến cái tầm đấy rồi thì mỗi dây nó sẽ có cái chất âm riêng, và đa số thì là cái gọi là chất âm riêng, nhưng mà về cái tổng thể của nó vẫn sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cái dây thông thường, cho nên giá nó cũng cao. Dây này 700.000 một mét thì anh em cũng không cần, nào mà không cần có điều kiện thì vẫn bên em sẽ tước sẵn ra như này, anh em sẽ bọc cái ống co và sẽ có cái lưới che cái chỗ này đi đấy cho nó đẹp. Thì anh em nhờ tước sẵn thì bên em sẽ tước sẵn cho, và anh em về tự làm thì tùy anh em. Cái mẫu này thì bên em vẫn bán là như trước ở đây thì là 700.000 một mét, thì ưu tiên những anh em nào mua cắt mét nhé. Cắt mét thì bên em sẽ nhàn hơn, thì cứ chỉ mua ấy thôi, chỗ này còn tầm khoảng mấy chục mét, 40-50 mét thôi, trông nhiều như này chỉ còn tầm đấy thôi anh em ạ. Vì cái dây này bên em thi công, em nhớ không nhầm, thi công cắt ra, thi công để sẵn thì nó rơi tầm khoảng là 10 mấy mét rồi, 3 cặp, mỗi cặp là 2.5 mét vế thì đã 15 mét dây rồi, còn em bán được hơn 30 mét rồi. Dây này thì bán nó không có nhanh đâu, vì nó 700.000 một mét cơ mà. Anh em mà mua 5 mét dây thì nó cũng đã là 3 triệu rưỡi rồi. Đấy, một cái dây lưu ý nhá, một cái dây cầu kỳ như này này, tất nhiên thì chất lõi của nó rất là tốt rồi, thì anh em không phải lo về chất lượng đâu. Có những bác còn cẩn thận bảo là đốt, ôi những cái dây nó làm, anh em nhìn này, làm cầu kỳ lớp như này, nó nhét cái lõi nhôm vào làm cái gì. Nói chung là anh em lưu ý là những vấn đề như vậy. Ngày trước em bán cho một bác thì em khá là bực mình, tất nhiên giải thích thì bác ấy vẫn lấy thôi, nhưng mà
Đôi khi nhá, đôi khi là lúc đấy là đang có gọi là chút may mắn là bác đấy, cái ông shipper ông còn gọi cho mình. Shipper ấy, em có một số anh em lưu ý nhá, là em có một cái số khác là bên em chuyên gửi hàng là cái đuôi 9932, là số đấy chuyên chăm sóc khách hàng, có nghĩa là chuyên gửi hàng mà có trục trặc gì người ta sẽ gọi vào đấy. Thì có bác ấy bác gọi cho em thì gọi lại bảo đưa em gọi số này, tất nhiên may người ta gọi thì còn có cái cơ hội cho mình để mình còn giải thích cho khách nghe. Ví dụ mà thông thường là cái này có cái vấn đề như này, thông thường một vài bác là thôi cứ kệ mày, tao cứ để xem thế nào. Thế cuối cùng là ship thì nó không có đợi được lâu, nó chỉ 50 phút là nó đi thôi. Thế là thôi, thế là cái công đoạn đấy xong rồi mình mới bắt đầu, mấy hôm sau mình mới thấy là cái đơn này chưa phát được, mình bắt đầu mình hỏi khách. Thì hỏi thì tất nhiên thì mình giải thích xong rồi, xong là cái công đoạn mà bảo phát lại nó rất là lâu, lại ra khiếu nại bưu điện, xong là khiếu nại xong rồi chị ấy lại làm cái lệnh cho cái đầu kia phát lại. Có phải làm cái lệnh phát là người ta lấy ngay đâu, làm hôm trước hôm sau người ta bắt đầu mới đưa hàng cho bưu tá. Bưu tá nó bưu tá là nó có trách nhiệm thì nó còn có thể nó phát lại, còn không nó ghét ấy, nó ghét thì nó cứ kệ mẹ mày, nó chả có phát phủng gì cả, vì đến để đợi lâu nó ghét mà. Đấy, buôn bán online nó khổ vậy đấy. Thì rất mong em chú ý nhá. Mẫu dây này là 350 m vẫn như trước thôi, thì vẫn là rất nhiều loại mẫu rắc, bắp chuối, mỏ chim, càng cua, anh em thích lựa cái nào thì bên em sẽ đấu cho anh em. Dây nguồn này thì không còn xa lại rồi, bên em vẫn đang thi công, vẫn đang ra lò đây. Dây nguồn mạ bạc Fulltex giá rất là rẻ đây, bên em đang cắt ra đây này để làm, chuẩn bị về khoảng 60-70 bộ rắc acrolin này, thì bên em sẽ đấu, bên em thi công để bán cho anh em. Đây rắc riếc đây thì vẫn còn đầy đủ bắp chuối các thứ ở đây, em xếp đầy hết, thì anh em nào cần thì cứ liên hệ. Ở đây là bên em còn cái con đây này, cái gì đây, ổ cắm lọc nguồn to, con bên trong là con 66 F cốp của Đức ấy. Hoàn thiện một ổ này có giá là 5,7 triệu, 5,7 triệu anh em nhé. Thì anh em nào múc nốt cho anh em, bên em còn hai ổ thôi. Thực ra làm cái ổ này cũng chả có ham lắm, hàng làm thì nặng, hàng thì lâu, tính ra bán thì thà mình bán 1-2 con lọc ép cốp nó còn nhàn hơn, nhưng mà thôi vẫn là làm chiều cho anh em thôi. Nhưng mà nhiều khi có những bác hỏi là sao con này em để lâu thế, bảo em thật với các anh em và các bác em rất ngại đăng, ngại làm cái này, kể cả những ổ cắm nâng cấp như vậy. Có những bác bảo ui 2,7 triệu cao thế, nhưng mà thực ra cái tính cái công làm, các bác có một cái sai lầm, có nghĩa là không tính cái công làm, cái thời gian làm và còn đóng hàng gửi hàng đấy. Một cái ổ cắm có khi làm nửa ngày chưa xong, bao nhiêu công đấy, làm nó lâu xong rồi nó còn trễ việc khác. Thì bên em thì vẫn là cố gắng, tất nhiên thì bán hàng thì chắc chắn là sẽ phải có lãi rồi, nhưng mà nó không có chuyện lãi nhiều đâu, không có chuyện một đớp ăn đôi đâu, không có đâu anh em ơi. Làm như vậy làm gì có chuyện giàu, có một vài mẫu dây cổ có khi mình sẽ lãi, mình nhập 600-700 mình có thể bán lên 1,2 triệu với cái mẫu dây hiếm. Còn những cái dây thông dụng như này không được đáng bao nhiêu đâu, kể cả cái mẫu ổ cắm TP80 làm em nói các bác bán là 1,360 triệu, bảo lãi hơn 200,000, nhiều anh em không tin. Cho nên là chả có ai làm cái ổ kiểu như vậy cho các bác đâu. Em thì em làm nâng cấp, tất nhiên thì bỏ công ra thì tính ra thì vẫn có lãi đấy, nhưng mà nó không đáng bao nhiêu. Cho nên nhiều khi là em, những ai mà em bán những cái ổ đấy, những ai mà cứ bảo bớt ship rồi bớt 1,3-2 triệu bán không, là bên em rất là dị ứng. Nhiều khi đã nói rõ vậy rồi, lãi rất là thấp, cho nên không, đừng có mặc cả nữa. Còn có những mõn thì anh em mua nhiều em mặc cả em bớt ngay. Kể cả dây loa này này, dây loa này anh em ấy, ví dụ mua 10 m, em ơi mua 10 m, ví dụ 10 m chỗ này 7 triệu không? Để cho anh 6,7 triệu, 6,8 triệu được không? Ok ngay. Đây, ví dụ lấy nhiều cái dây này. Ví dụ lấy mà là 10 m. Ví dụ 700,000 bên em tính giá 670,000 một mét. Thoải mái luôn. Cái dây này là chắc chắn là nó sẽ lãi hơn. Còn có những bác bảo là sao làm cái dây đấy thì lãi hơn vậy, thì anh em cũng hiểu rồi. Ví dụ bỏ ra 1 triệu mà lãi được 50 đến 70,000, 100,000 thì tốt nhất nghỉ bán đi cho xong. Bỏ ra 1 triệu ít nhất người ta phải là bán lãi được khoảng 200,000. Đấy. 200,000 thì không phải là đút túi 200,000 luôn đâu nhá, mà còn phải chi phí làm rồi công nhân viên rồi công mình làm bỏ ra nữa, rồi đóng hàng gửi hàng nữa, rồi còn trục trặc vấn đề nữa. Làm sao mà có thể ăn nguyên một cái như vậy được. Cho nên anh em lưu ý, xong bây giờ bán hàng bây giờ còn cạnh tranh phá giá nhau các kiểu nữa, chứ không dễ ăn đâu anh em ơi. Làm cái gì ở Việt Nam nó cũng vậy thôi, làm sao mà
dễ ăn thì có mà ai cũng đi buôn bán rồi, các bác cũng thừa hiểu mà, cho nên là nhiều khi thì mua bán thì tất nhiên thì em cũng rất là thoải mái thôi, nhưng mà có những cái món nào ấy mà em bảo cái này không thể bớt được, rất mong em đừng có mặc cả, thì vui lòng không được mặc cả. Có món nào thì em bảo có thể bớt được, nếu lấy nhiều thì tất nhiên thì ok thoải mái, hoặc lấy nhiều những món này món kia thì anh em cứ vẫn là hỏi han thoải mái. Còn những món nào mà bên em đã nhắc đi nhắc lại rồi thì anh em không 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 nên là hỏi nhiều nữa, bởi vì nó mang cái không hay, kiểu cái tâm lý nó khó chịu ấy, kiểu kiểu vậy. Mà chi tiết thì vẫn là cái số điện thoại em đây, anh em nào có nhu cầu thì alo em. Cái vấn đề mà bên em nói những vấn đề đấy thì cũng không phải là khó khăn gì đâu, cũng gọi là để cho anh em là đôi bên hiểu nhau thôi, mua bán hàng cho nó dễ, nó đỡ mất thời gian anh em ạ. Không, nhiều khi em nói như này nhá, là sẽ bớt đi những một hai thành phần tào lao. Ví dụ có một phần tào lao là cứ tào lao nghĩa là mình đang 1.360.000, em ơi 1.000.000 bán không, hoặc là 700 bán, 800.000 bán không, mặc cả như ăn cướp vậy, thì người ta lấy gì người ta sống. Đấy. Rồi, xin kính chào tất cả mọi người nhé.